Chào mừng tất cả quý vị đang dõi theo video. Hôm nay KTV sẽ chia sẻ với quý vị cách đào CD và lạp root CD qua Telegram. Trước hết quý vị hãy đăng nhập vào cái tài khoản Telegram của quý vị này. Ở cái ô tìm kiếm quý vị hãy đánh là CD Miner Game. Đó thì quý vị chọn luôn cái CD Miner Game đây này. Đây là cái group để quý vị join vào, để quý vị lấy cái thông tin và lấy cái đường link để chia sẻ cho mọi người. Đó, khi quý vị join vào rồi thì nó sẽ có một cái thông báo của chị Robot Hoa Hồng về cái chiến lược đào game này này. KTV sẽ khái quát qua cái phần này. Thì quý vị sẽ được nhận 12% hoa hồng khi giới thiệu người tham gia chơi. Đó. Và cái chương trình đào game này sẽ diễn ra trong vòng 8 năm, bắt đầu từ tháng 9 năm 2020. Quý vị là những người rất may mắn khi quý vị biết đến cái chương trình này sớm, bởi vì khi lượng người tham gia đông, độ khó của game đào sẽ càng tăng. Và quý vị đào được CSE thì quý vị có thể đem lên cái sàn CS9 này để bán và rút về Ngân hàng Việt Nam này. Đó, đây là các cặp CSE này này. Ngoài ra quý vị bán trên cái sàn Latoken này này. Đó, đây cũng là các cặp CSE đang được niêm yết đây này. Còn nếu quý vị không muốn bán thì quý vị hãy rút về cái ví CSE. Đây, CSEwallet.io đây này. Đó. Còn quý vị chưa có cái tài khoản Sana Token thì quý vị hãy bấm vào cái đường link mà chị Robot Hoa Hồng chị đã để ở đây này, đăng ký tài khoản Sana Token đây này. Còn bên cạnh là cái video hướng dẫn cho một số người mới họ tham gia chơi. Đó. Và bây giờ quý vị hãy bấm vào cùng chơi game đào CD để lấy cái đường link chia sẻ cho mọi người và quý vị chơi. Đó, quý vị bấm vào Start. Quý vị bấm tiếp vào Play Now này. Ở bước này quý vị hãy xoay cái màn hình ra. Xoay màn hình ra. Cái thông báo này quý vị hãy tắt nó đi. Đây, quý vị để ý đến cái video phía bên trên góc tay phải màn hình này. Nó có 3 dấu được gạch đây này. Quý vị hãy bấm vào, quý vị chọn là cái User Profile. Đó, thì đây sẽ là cái đường link này. Đường link để quý vị giới thiệu cho mọi người cùng tham gia. Và quý vị sẽ nhận được 12% hoa hồng. Quý vị copy cái link này. Đó, quý vị copy cái link này. Và chia sẻ cho mọi người. Theo cái phần phía dưới đây là cái phần CD đã đào được đây này. Đó. Quý vị muốn rút ra thì quý vị hãy dán cái địa chỉ để rút vào cái ô bên dưới đây. Đây, quý vị lấy cái địa chỉ bên ví này. Quý vị đăng nhập vào CSEwallet.io này. Quý vị chọn Resay này. Quý vị copy cái này. Copy này. Quý vị paste nó vào đây. Sẽ về cái ví của quý vị ngay. Còn nếu quý vị muốn rút lên sàn bán luôn thì quý vị cũng rút lên sàn CSE hoặc rút lên cái sàn Natoken. Thì đây là cái danh sách mà KTV đã chia sẻ và một số người họ tham gia. Play này, chọn tiếp cái biểu tượng đây này, play đây này. Đó, thì đây, quý vị muốn nạp CD vào, quý vị bấm vào cái deposit này. Đây là cái địa chỉ quý vị nạp CD vào, quý vị copy, quý vị sang cái ví này,
hoặc là sàn này, quý vị chọn vào cái sen đây này. Đó, quý vị dán nó vào đây. Dán nó vào cái ô này, quý vị hãy nhập cái số lượng mà quý vị muốn chuyển CD vào. Đó. Tiếp theo là quý vị nhập cái mã bảo mật 2FA vào, xong quý vị bấm vào Send Now. Đó. Và khi quý vị có CD ở đây. Tương đương với lại 10.000 điểm nó sẽ báo ở trên này. Khi quý vị có điểm, quý vị chỉ cần bấm vào điểm này và bấm vào kim cương hoặc bấm vào vàng này hoặc bấm vào đá này, nó thì nó sẽ nhắc cô cái điểm này. Thì đây là cái thời gian này, sẽ có 1 phút này. Còn đây là cái số điểm tối thiểu của level 1 này. Đó. Đây là level 1 này, và đây là cái số điểm đào được đây này, nó sẽ báo vào đây này. Bấm nhẹ trên màn hình. Ok, và KTV xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi.